Em đây anh trai. Alo anh ơi, anh xuống nhận hàng cho em với, em đứng ở dưới đây này. Anh trai hay là anh trai có gì mà anh trai ship lại cho em được không ạ? Em không biết em đặt đồ từ lúc nào, nên lần này lần thứ 6 em không có sức xuống đâu anh trai, mệt lắm rồi. Đồ ông đặt ông lại đi kêu tôi. Nhưng mà chịu, mai chủ nhật tôi dẫn bồ đi chơi sổ thú. Ai ship được cho ông? Ông nhờ ai xuống lấy được thì xuống đi, lần sau chừa cái thói ngáo mà cứ thích đi đặt đồ đấy nhá. Vâng, đây, anh đợi em đi, đây. Nga xinh gái đáng yêu ơi, anh bảo này. Dạ. Em có thể 50. Khiếp, con quỷ. Hoa cute dễ thương ơi. Dạ. Có gì em muốn tà tua. Khiếp hai con quỷ cái. Quỷ, anh bảo này. Đùa anh em với nhau sao khó khăn vậy? Dạ đây, anh đợi em đúng 5 phút nữa em sắp nhờ được người rồi. Tổ mày nữa, người ta làm ship đã khổ rồi, mày còn bắt người ta đứng chờ lắng lôi như này, ai chịu được? Thì mình có thể đứng ra chỗ dâm mà anh. Ừ nhỉ, thế mà tao không nghĩ ra, làm tao đứng lắng lôi thì lễ lên giờ. Mày coi áo chống nắng của Hindi, chống tiêu UV đến 99%. Anh nói linh tinh gì đấy anh ơi. Ơ cái thằng này mày không xuống lấy hàng đi à? Nhanh lên. Ơ đây, đúng 3 phút nữa. Thôi mình ơi. Thì anh... Vâng ạ. Xin lỗi chú nha, anh về đưa bà đi đẻ đây. Anh em toàn trong công ty với nhau mà không đoàn kết gì hết. Cậu Nam. Cái gì? Xem theo cậu hiểu ấy. Đoàn kết là cái gì? Thế em đang mệt như này, nhờ mỗi mọi người cái việc là xuống lấy hộ đồ ship thôi mà mọi người cứ toàn từ chối khéo. Xong rồi ra điều kiện nữa. Thế xem nhìn này. Như này mà gọi là đoàn kết à? Thôi rồi, tiện để cậu xuống lấy đồ ship của tôi luôn đi. Rồi cậu sẽ hiểu đoàn kết là cái gì. Vâng, được rồi. Đằng nào em phải xuống lấy đồ của em. Anh Nam đẹp trai ơi, tiện xuống mua cho em mấy lọ kẹo luôn nhé. Cả em nữa. Tí nữa anh tiện ra đằng đó anh mua hộ em hai cốc cháo long nhá. Bọn này khôn nhỉ? Sao bây giờ chúng mày có việc cần xuống dưới tiện sai đâu luôn. Kìa Nam. Dạ. Tiện thì giúp luôn hai đứa nó đi. Nhưng mà thôi giúp đi, cậu sẽ hiểu đoàn kết nó là cái gì. Nam ơi. Gì? Anh làm gì mà căng thế? Em muốn cho anh cái bánh mà. Anh xin lỗi. Anh xin nhá. Có bánh mì này mà có loại sợi ung thọ chấm nữa thì ngon tuyệt. Anh có thể là mệt nữa em không bao giờ. Thôi giúp thằng Huy nốt đi nào. Không, lần này nhất quyết không đi nữa. Thấy em bị đi toàn sai khôn thế mà cũng đòi em hiểu về đoàn kết. Thế theo sếp thì như nào gọi là đoàn kết? Thì là một người vì mọi người. Thế sao mọi người không vì một người trước đi ạ? À? Mày vì mọi người trước thì mọi người ấy vì mày chứ. Mày phải chủ động lấy lòng mọi người. Thế đi đúng rồi đấy anh Nam ạ. Em vẫn luôn tôn trọng và quý mến anh mà. Đúng rồi anh ạ, mọi người trong công ty vẫn luôn với các anh đúng không? Dạ vâng ạ. Em biết cái sai của em, thành thật xin lỗi mọi người. Em xin lỗi công ty rất nhiều. Em xin lỗi mọi người. Xin lỗi mọi người. Cố gắng lên anh nhá. Cố gắng anh. Cố lên nhá, có gì anh trừ lương cho. Anh là ai đấy, mới về công ty làm? Dạ vâng ạ. Em cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho em rất nhiều. Em đội ơn mọi người rất nhiều. Mà cái thằng Nam này tao bảo mày đi lấy đồ ship tao bây giờ mới không lấy à? Ship gọi tao cái này. Còn đồ của bọn em nữa. Anh mà không nhanh người ta hết chào đấy. Anh nhớ một loại sữa ông tọ nhá. Đừng mua loại người sau, nó quệt không ngon mà. Thôi đi.